Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Ngọc đến rồi .com. Trong ngày hôm qua thì Ngọc có nhận được một cái email, đây email của một bạn tên là Xuân Ngọc. Thì ở trong email bạn ấy có hai câu hỏi, và Ngọc nhận thấy rằng hai cái câu hỏi này Ngọc nhận được khá nhiều trước đây, và trong thời gian này cũng liên tục nhận được những câu hỏi như vậy. Cho nên là Ngọc quyết định làm cái video này để giải thích cũng như là một cái câu trả lời cho tất cả các bạn, để nhiều người có thể tiếp cận được hơn. Cái câu hỏi ở trong video này có hai ý. Thứ nhất là bạn ấy hỏi là bạn ấy rất thích làm tiếp thị liên kết, thế nhưng mà bạn ấy đang đang phân vân là không biết là cái kiểu blog hoặc cái website chia sẻ mã giảm giá trong năm 2018 này nó còn phù hợp hay không, nó đã bão hòa chưa, và nếu làm thì làm như thế nào để hiệu quả, và làm ra sao để cung cấp được giá trị cho người đọc. Ngoài cái việc là cung cấp mã giảm giá thì có cách nào để xây dựng nội dung mà nó mang cái tính chất là cung cấp nhiều giá trị hơn, chỉ hay đơn thuần chứ không đơn thuần là chỉ làm về cung cấp mã giảm giá. Thì đây là hai cái ý của bạn ấy, và Ngọc nghĩ rằng đây là hai cái câu hỏi mà chắc chắn sẽ rất nhiều bạn gặp phải, bởi vì trong thời gian 2017 vừa qua rất nhiều người tập trung vào làm website mã giảm giá, và nó cũng có thể là trở thành một cái xu hướng trong cái việc làm tiếp thị liên kết. Tức là khi làm tiếp thị liên kết thì các bạn cứ tập trung vào xây dựng website chia sẻ mã giảm giá, cứ tưởng các bạn ngỡ rằng là có nhiều người được kiếm tiền được bằng cái cách này thì chúng ta có thể tham gia làm. Thế nhưng mà chắc chắn là cũng có rất nhiều người thành công, nhưng mà ngược lại thì cũng có rất nhiều người thất bại vì những lý do sau. Tức là các bạn thấy là như này, tiếp thị liên kết thì nó xuất phát từ đầu năm 2015 và đến nay thì cũng được, nếu đến tính đến thời điểm này là cũng được hơn 2 năm ở tại Việt Nam, rất là rộ lên. Và những ai mà làm website mã giảm giá từ những giữa năm 2015 và đến bây giờ thì chắc chắn những người đó đã có những cái thành quả rất lớn. Tuy nhiên với bất kỳ một cái xu hướng nào nó nổi lên thì bạn càng vào sau thì cái cơ hội bạn sẽ phải cạnh tranh với nhiều người đi trước, nó là một cái điều tất nhiên. Và nếu bạn không có một cái chiến lược và không có một cái cách làm khác biệt thì bạn sẽ rất khó vượt qua họ, bởi vì họ đã có thời gian làm lâu rồi, họ đã tích lũy được cái data của khách hàng, họ đã có cái thứ hạng cao ở trên Google, trên công cụ tìm kiếm rồi. Cho nên bạn làm sau thì chắc chắn là cái khó khăn các bạn sẽ phải gặp phải. Vậy thì trở về cái câu hỏi là có nên làm website mã giảm giá trong năm 2018 hay không, và làm như thế nào để cung cấp nhiều giá trị và hiệu quả để kiếm tiền về tiếp thị liên kết, thì Ngọc sẽ cho các bạn thấy một vài cái ví dụ như thế này. Về cơ bản đã gọi là website cung cấp mã giảm giá, tức là bạn sẽ phải cung cấp được cho người dùng những cái mã code, những cái chương trình khuyến mãi để giúp họ tiết kiệm trong mua sắm ở trong hoạt động thương mại điện tử. Và cái việc đó chỉ có cách là làm sao bạn bằng cách nào đó bạn tiếp cận được người dùng càng nhiều càng tốt, và cung cấp cho họ những cái khuyến mãi, những cái mã giảm giá, những cái coupon kịp thời thì bạn sẽ là người thành công. Thì thông thường á, khi làm website mã giảm giá thì các bạn phải nắm tâm lý của người dùng, tức là họ thường tìm kiếm mã giảm giá ở đâu. Chắc chắn đầu tiên họ sẽ lên Google, thì thông thường họ sẽ tìm là mã giảm giá. Mã giảm giá có thể là nếu như họ hay mua sắm ở Tiki thì họ sẽ tìm là mã giảm giá Tiki, hoặc là mã giảm giá Lazada, hoặc là mã giảm giá Sendo hay là AD rồi vân vân, hoặc là mã giảm giá du lịch, hoặc là giảm mã giảm giá ở trên Traveloka, tức là cái website tìm kiếm phòng khách sạn và điểm đến. Thì thường là cụ thể họ sẽ tìm như vậy. Thì đây, Ngọc cho các bạn thấy một cái ví dụ là khi các bạn search từ khóa mã giảm giá Tiki thì các bạn sẽ thấy là những cái kết quả đầu tiên thường là những cái kết quả quảng cáo của Google AdWords. Thì đây thực ra chính là những cái quảng cáo mà do chủ sở hữu của những cái website cung cấp mã giảm giá, họ chạy quảng cáo với cái từ khóa mã giảm giá Tiki để mục tiêu để tiếp cận người dùng khi người dùng tìm kiếm cái mã giảm giá Tiki, đúng không? Và bắt đầu từ những cái kết quả mà nó không có chữ QC này này, thì nó là cái kết quả mà chủ nhân của những cái blog website này họ đã
có thời gian làm rất lâu rồi, và cái thứ hạng của họ trên Google với kết quả tìm kiếm này nó đã ở thứ hạng cao, và cái việc là họ sẽ tiếp cận được rất nhiều người dùng. Thì chỉ có hai cách nếu bạn làm mã giảm giá, thì chắc chắn là Ngọc nghĩ là nếu bây giờ thời gian đầu tiên các bạn làm thì các bạn sẽ phải chạy quảng cáo Google AdWords với các từ khóa cụ thể các bạn nhắm vào. Và thông qua cái việc chạy quảng cáo này thì các bạn cũng có thể ra đơn hàng, tiếp cận được người dùng, và cái database khách hàng của bạn tích lũy được trong cái thời gian chạy quảng cáo. Và một thời gian sau thì có thể là cái lượng truy cập nó tăng lên, thì cái rank thứ hạng nó tăng lên đều đều theo thời gian. Ngọc nghĩ là phải 6 tháng đến 1 năm, thì có thể là hơn nữa, thì bạn mới bắt đầu xuất hiện trên kết quả tìm kiếm tự nhiên ở trang thứ nhất hoặc trang thứ hai. Đây là cái điều mà các bạn sẽ phải xác định, tức là rất khó để các bạn có thể vượt qua những cái trang trang đầu nếu như các bạn không chạy quảng cáo cho từng những cái từ khóa cụ thể. Rồi, ở đây là cái blog giảm giá, là một cái blog chia sẻ về mã giảm giá của các trang thương mại điện tử, và chắc chắn đây là một cái trang tập trung vào cung cấp mã giảm giá để kiếm tiền với tiếp thị liên kết tại Việt Nam. Và cái blog này là Ngọc nhớ không lầm thì nó là của Hiếu Nguyễn, và Ngọc cũng đã từng có một cái podcast phỏng vấn Hiếu Nguyễn về cái hành trình Hiếu Nguyễn xây dựng cái blog giảm giá này. Thì các bạn thấy là Hiếu đã phải làm việc trên cái website này, Ngọc nghĩ rằng phải 2 năm, 2 năm đến hơn 2 năm, và để có cái thành quả như ngày hôm nay thì sẽ phải làm liên tục rất nhiều công việc. Và đặc biệt trong cái tính chất khi làm một cái blog chia sẻ mã giảm giá, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì sao? Các bạn sẽ phải cập nhật những cái mã giảm giá, những cái chương trình khuyến mãi liên tục. Bởi vì là những cái trang thương mại điện tử họ thay đổi những cái khuyến mãi, cái coupon liên tục, cho nên chỉ có cách là bạn phải cập nhật cái mã giảm giá đó bằng cách là lên trực tiếp Tiki, lên trực tiếp Lazada, lên trực tiếp AD rồi để theo dõi vào bản tin, đăng ký vào bản tin để theo dõi cái mã giảm giá và cập nhật trên website của mình. Còn cái kỹ thuật làm tiếp thị liên kết thì Ngọc sẽ không chia sẻ ở trong cái video này, tức là chắc chắn là ở trong những cái nút lấy mã giảm giá này thì sẽ đã có cái link tiếp thị liên kết rồi, và khi họ click vào thì họ sẽ nhận được cái mã giảm giá. Tuy nhiên cái động tác click đấy nó cũng có thể chuyển hướng người dùng đến trang mua sắm, hoặc là tự tạo ra cái cookie về link affiliate. Thì đó là cái kỹ thuật các bạn sẽ cần phải tìm hiểu thêm. Thế nhưng về cơ bản là sẽ phải mất rất nhiều thời gian để cập nhật liên tục, ngoài cái công việc là SEO, viết bài, chạy quảng cáo trên Google AdWords, rồi quảng cáo trên Facebook thông qua fanpage, hoặc là các bạn có thể thấy là đôi khi phải học luôn cả cái cách setup, cài đặt một cái chatbot, tức là sử dụng những cái tool để tạo ra những cái cửa sổ chat bằng bằng bot tự động, và chăm sóc khách hàng thông qua cái chat này và gửi mã giảm giá cho họ. Thì tất cả những cái kỹ năng này các bạn không có cách nào khác là học thôi, chứ không còn kỹ năng nào khác. Tuy nhiên trở về cái việc là câu hỏi chính của các bạn là nếu như nó có bão hòa hay không, cái mô hình làm blog hoặc là website chia sẻ mã giảm giá có bão hòa hay không, thì Ngọc nghĩ rằng thực sự là không có cách nào để đánh giá nó có bão hòa hay không. Căn bản là nếu như bạn yêu thích làm blog và bạn có mục tiêu là muốn kiếm tiền với tiếp thị liên kết bằng cách chia sẻ mã giảm giá, thì bạn chỉ có cách là phân tích những cái website họ đã thành công và bạn bắt tay vào làm, học các cái mô hình của họ, xem họ làm như thế nào. Họ tạo ra những cái chatbot ra sao, họ đặt những cái nút đăng ký email như nào, bạn có thể đăng ký vào danh sách email của họ và xem họ gửi những cái mã giảm giá cho bạn ra sao, rồi những cái bài viết của họ cập nhật mã giảm giá thì cái tần suất nó như thế nào, và những cái trang thương mại điện tử cụ thể mà họ hay làm là ở đâu, và những cái affiliate network, tức là những cái mạng tiếp thị liên kết mà họ tham gia vào là những cái mạng nào. Thì chắc chắn ở Việt Nam hiện nay thì có MadOffer, AcceptJ, CV vân vân, đấy là những cái mạng mà
nổi tiếng và lớn nhất mà các bạn có thể tham gia vào để lấy tất cả những cái link affiliate thông qua Lazada, Tiki hoặc là tham gia trực tiếp vào cái affiliate program của Lazada cũng được, tùy các bạn. Cái này các bạn chỉ có cách là tìm hiểu thôi. Trong một video ngắn này Ngọc không thể chia sẻ hết tất cả những cái điều đó được. Về cơ bản là như vậy. Và cái câu hỏi tiếp theo là bạn hỏi là chỉ đơn thuần cung cấp mã giảm giá thì nó ít giá trị, vậy thì có cách nào để cung cấp nhiều giá trị hơn để phát triển và thông qua cái việc đó thu hút người dùng để cung cấp mã giảm giá? Thì Ngọc nghĩ rằng là cái câu hỏi này rất hay, tức là có thể là các bạn sẽ không tập trung vào, nếu như các bạn muốn làm lâu dài ấy, thì các bạn có thể một chọn một cái nai, tức là cái ngách cụ thể. Ví dụ như các bạn tập trung vào phụ nữ và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, hoặc là làm đẹp, các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ, và các bạn tập trung xây dựng một cái authority site, tức là một cái website có nội dung rất là uy tín về cái lĩnh vực đó, thì bạn cũng có thể cung cấp và kiếm tiền với các chương trình tiếp thị liên kết với những cái sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, thậm chí là còn nhiều cái khóa học online hoặc những cái chương trình khác mà không cần phải chỉ tập trung vào mã giảm giá. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể, khi mà các bạn có một cái lượng data, có một cái lượng độc giả trung thành thường xuyên thông qua cái việc cung cấp giá trị nội dung dựa trên cái ngách, cái nai mà các bạn đang tập trung vào, thì các bạn hoàn toàn có thể mở thêm một cái chuyên mục về coupon, một mã giảm giá. Tức là thay vì các bạn đặt tất cả những cái coupon đó ở trang chủ, thì bạn sẽ đưa những cái nội dung có giá trị cung cấp cho người đọc và tập trung vào chiến lược tạo ra traffic thông qua giá trị nội dung để xây dựng data khách hàng, và có thể là áp dụng cả email marketing để thỉnh thoảng các bạn hoàn toàn có thể gửi những cái chương trình khuyến mãi kèm theo những cái mã giảm giá, hoặc là mở thẳng một cái chuyên mục liên quan đến coupon ở trên cái menu ngay ở trang chủ của blog hoặc là cái website của các bạn. Tức là các bạn sẽ làm ngược lại, tức là thay vì những cái website blog họ làm về mã giảm giá và họ tập trung vào rất nhiều vào coupon và mất thời gian để cập nhật liên tục cái coupon và đưa nó ra trang chủ để mục tiêu là cho người dùng lấy coupon để tiết kiệm trong mua sắm, thì các bạn đi theo cái hướng ngược lại, tức là các bạn tập trung vào giá trị cung cấp cho người dùng theo một cái chủ đề nhất định, theo một cái nhóm khách hàng nhất định, trong một cái phân khúc khách hàng nhất định, và sau đó khi mà các bạn có được cái niềm tin, có được một cái data khách hàng, dữ liệu khách hàng lớn rồi, thông qua một danh sách email, thông qua một nguồn traffic ổn định, tự nhiên thì lúc đấy các bạn có thể tung ra luôn một cái chuyên mục coupon nó liên quan đến cái ngành hàng của các bạn. Hoặc là Ngọc có ví dụ luôn cho các bạn là nếu như các bạn tập trung vào xây dựng nhắm đến cái đối tượng là phụ nữ và tập trung vào mảng làm đẹp chẳng hạn, thì hoàn toàn các bạn có thể tạo ra một cái chuyên mục coupon về những cái sản phẩm thời trang, những cái sản phẩm gia dụng, những cái sản phẩm mẹ và bé, những cái sản phẩm đồ dùng học tập, tại vì phụ nữ là những người mà mua đồ dùng học tập, rồi sản phẩm làm đẹp, sản phẩm khóa học online liên quan đến phụ nữ vân vân, tức là tất cả những cái gì phụ nữ quan tâm, thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái chuyên mục cung cấp coupon đó. Tóm lại ở trong cái video này Ngọc muốn nói là gì, cái cách làm của bạn như thế nào vẫn là làm về chia sẻ mã giảm giá, nhưng bạn đi theo cái hướng cung cấp nội dung và giá trị cho người dùng và đưa những cái đấy ra, những cái điều đó ra làm mục tiêu ban đầu, và sau đó thì khi mà các bạn có niềm tin, có data khách hàng, thì các bạn hoàn toàn có thể cung cấp mã giảm giá giống như các trang khuyến mãi tạo mã giảm giá bây giờ. Và đây là cái câu trả lời mà Ngọc muốn chia sẻ, và cũng là để có thể là gợi ý một cái cách làm để cho các bạn làm cái việc kiếm tiền với tiếp thị liên kết thông qua việc cung cấp mã giảm giá theo một cái cách khác, một cái hướng ngược lại. Thì hy vọng là cái video này sẽ mang đến cho các bạn một cái idea, một cái ý tưởng mới cho năm 2018,
Và nếu có câu hỏi gì cần làm rõ hơn hoặc là có những chia sẻ nào của các bạn liên quan đến việc là cách làm và cung cấp mã giảm giá coupon để kiếm tiền với tiếp thị liên kết thì có thể để lại cái bình luận ở bên dưới video hoặc là bên dưới cái bài viết này để chúng ta có cơ hội để trao đổi thêm. Xin cảm ơn tất cả các bạn.